Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trước khi ra sân bay thì mình sẽ mở hộp cho các bạn hai sản phẩm mà mình đã mang từ Hà Nội vào đây. Tại sao mình giới thiệu hai sản phẩm này mở hộp? Bởi vì là hai sản phẩm này sẽ xuất hiện trong cái đợt siêu sale chiến dịch ngày 9 tháng 9 của Lazada. Để các bạn có thể tham khảo link về các sản phẩm khác, mình để ở phần mô tả phía dưới luôn. Có rất nhiều sản phẩm sẽ sale từ ngày 9 tháng 9 cho đến ngày 11 tháng 9 với mức giá hấp dẫn, và đặc biệt là đây là những cái sản phẩm thuộc gian hàng chính hãng Last Mall đó. Và các bạn đừng quên là hãy sưu tập voucher giảm giá của KOL của mình á, theo đường link check-in ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng đến với hai sản phẩm mở hộp đấy. Sản phẩm đầu tiên tiền đâu mà mình mở hộp đó chính là chiếc tai nghe Bluetooth đến từ Aoki nhá. Aoki đó, đọc đúng là Aoki. Aoki EPT25 này các bạn sẽ thấy là vỏ hộp rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một cái hộp sạc này, hai tai nghe. Và ở phía dưới thì các bạn sẽ có là những cái nút cao su, đệm tai cao su và có một cáp sạc Type C. Thì với mức giá sale vào ngày 9 tháng 9 ý, chỉ còn có 500.000, các bạn sẽ nhận được những gì? Thứ nhất thì mình thấy chiếc tai nghe Aoki EPT25 này có một cái ưu điểm là rất là nhẹ và nhỏ gọn luôn. Cả cái phần tai nghe này cũng như là cái phần hộp sạc ấy cực kỳ nhẹ, các bạn có thể là dễ dàng mang vác rồi là đem di chuyển vào túi quần này, siêu nhỏ nhẹ. Cái thứ hai là mình nhận thấy là nó có trang bị cổng sạc Type C vô cùng tiện lợi. Và cái thứ ba thì là cái tai nghe này được trang bị một cái chuẩn kháng nước là IPX5, nên các bạn có thể đeo sử dụng ngoài trời hoặc là tập vận động thể dục thể thao. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có một cái thao tác như kiểu chạm để nhận cuộc gọi này, rồi là các bạn sẽ có là chuyển bài, nhấc bài hoặc là bắt lại kiểu. Tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là chiếc tai bên cạnh đó thì tai nghe này có chuẩn Bluetooth kết nối là V5.0. Ok, nhưng mà thực ra thì vẫn còn một vài cái điểm mà mình sẽ cảm thấy chưa thích ở sản phẩm này. Thứ nhất là về cái trọng lượng cũng như thiết kế thì mình cảm giác nó vẫn hơi bị kiểu nhựa nhẹ quá, nhìn nó không được sang. Tất nhiên là với một cái mức giá là chỉ khoảng 1 triệu và sau khi giảm giá chỉ còn 500.000 thì chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều, đúng không? Và cái điểm thứ hai là cái chất âm. Nếu như bạn nào mà muốn mua chiếc tai nghe mà chất âm phải cực kỳ là sắc, nét và ngọt ý, thì mình nghĩ rằng đây không phải là một chiếc tai nghe mà để các bạn nghe những cái bản nhạc này kia đâu. Thì chấm điểm sẽ chỉ khoảng tầm 5-6 điểm nhá. Và đến cái sản phẩm tiếp theo, cái này. Và sản phẩm thứ hai mình mở cho các bạn sẽ là pin sạc dự phòng Rock Power 10.000 như bây giờ. Và đặc biệt thì sản phẩm này sẽ có khá là nhiều củ sạc. Cổng sạc mình bị nhầm, mình cứ bị lưu lưỡi ấy. Này, mở hộp sản phẩm này các bạn. Cái thương hiệu Rock Power này thì sẽ là ở Mỹ và từ năm 2011. Thực ra thì mình thấy khá là mới, đúng không? Thì hãy xem là có cái gì hấp dẫn nhá. Cái sạc dự phòng này thì có mức giá là khoảng 750.000 vào ngày 9 tháng 9 thì bạn có thể mua với mức giá là chỉ còn 450.000 thôi. Nên là chúng ta hãy tham khảo link ở phía dưới như bài chi tiết mình để luôn cho các bạn. Mở hộp ra, mở hộp ra, để cho mình cái gì? Đây này, các bạn nhìn thấy thiết kế không? Mình thấy thiết kế nó khá là điệu luôn, có một logo Rock Power ở đây. Xong rồi còn cầu kỳ kỳ công in chì nữa, ngoài ra thì có những cái vạch vạch vạch. Ôi giời! Ở cái vạch vạch, đây là cái logo chữ R này nhìn nhá. Và chúng ta có cả đèn LED ở đây là báo cái dung lượng pin này, nhưng mà nó hết pin rồi, nó không hiện. Và cái thiết kế này chỉ là bằng nhựa thôi chứ nó không phải là kim loại hay gì giống như một số hãng. Và về số cổng sạc của em sạc dự phòng này thì chúng ta sẽ có một cổng power delivery Type C, một cổng quick charge và một cổng input micro USB. Tất nhiên là các bạn sẽ được tặng kèm cáp sạc micro USB luôn. Bên cạnh đó thì em nhà có những tiêu chuẩn của pin sạc dự phòng, ví dụ là chống đoạn mạch này, chống quá tải nhiệt điện đó, rất là nhiều và tương thích với tất cả các phụ kiện iOS cũng như là tablet Android nữa. Đó, và hiện tại thì đang được giảm giá chỉ còn 450.000 thôi, các bạn có thể tham khảo nhé. Và link về sản phẩm pin sạc dự phòng Rock Power cũng như là tai nghe Aoki EPT25 và một vài những cái sản phẩm đến từ các gian hàng chính hãng khác thì mình sẽ để đường link phía dưới mô tả chi tiết. Các bạn hãy click vào đấy và nhớ sưu tập voucher giảm giá của KOL nhé.
Và phần quà dành cho các bạn trong video hôm nay đó chính là mình sẽ give away tai nghe Oki EPP25 này. Thể lệ rất là đơn giản thôi, các bạn hãy comment ở phía dưới điểm các bạn thích nhất ở chiếc tai nghe này. Và đừng quên share video này lên Facebook chế độ công khai. Đi kèm với đó là hãy đăng ký thông tin để mình có thể gửi quà theo link Google Doc mình để mô tả chi tiết nhé. Hoặc là nhìn comment. Còn bây giờ thì bye bye.